Chào tất cả các bạn nha. Mừng tất cả các bạn quay lại đến kênh Cố Định Theo Số. Hôm nay mình làm cái clip thay mặt kính của con Samsung Tab X6 nha các bạn. Nha các bạn, con này mở cắn khúc trên nha các bạn. Con này mở trên đây cũng khá là nát. Trước khi thay mặt kính thì mình sẽ test lại cảm ứng màn hình nha các bạn. Mở cảm ứng ok nha các bạn. Đây là mặt kính đeo bên mình nha các bạn. Đây mặt kính có đầy đủ mã code rồi nha các bạn. Mặt kính bên mình là mặt kính viên nha các bạn. Con này để tháo được máy thì mình phải tháo màn hình này ra. Mình sẽ tháo cái phần mát trước. Này keo nó dán cứng lắm nha các bạn. Cái phía bên đây mình không cần tháo nha các bạn. Mình chỉ cần tháo ở bên đây thôi. Còn bên đây là mình sẽ dỡ cái kết này ra, mình bật ra luôn.
các bạn sao mình đã tháo được hầm da nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn màn hình lên test cho các bạn xem lại nha. Hôm nay mình tháo màn hình lâu nha các bạn, mình tháo khoảng 45 phút mới ra được màn hình nha các bạn. Hành cảm ứng ok hết nha các bạn. Đây mình dùng cái bút của cái Note 8 mình test nha. Tại khách không có cho mà mình muốn bút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn, mình cắt cái mặt kính này ra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắt cái hộp kính này ra nha các bạn. Sau khi mình cắt hộp kính ra được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái keo nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái phần keo này nha các bạn.
cho tiến hành mình đổ vô má nữa. Cái này chắc khác khoảng 15 phút nữa bột nha các bạn. Hấp được 18 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành xả, mình lấy màn hình ra nha các bạn. Các bạn có thể màn hình mình góc không là đạt mãi lên hết luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp luôn, mình test lại cho các bạn xem mình tiến hành mình góp máy nha các bạn. Con này có cái phím hai tay mình cũng giữa màn hình luôn nha các bạn. Đây cái phím đấu lần là phím hai tay. Ok, nhờ mình sẽ tiến hành gắn vô mình test cho các bạn xem. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ lại, mình sẽ tiến hành ráp máy luôn các bạn.